À, xin được chào tất cả các bạn nhé. À, video này chúng ta lại cùng nhau tìm hiểu về một con IC nguồn, đó là con ITC Top 242IN. Đây là một trong những con nguồn sung IC nguồn sung rất thông dụng. Con này được sử dụng trong một số các bộ mạch như máy giặt, điều hòa tủ lạnh. Đây là một cái sơ đồ cụ thể nằm trong cái bo dàn lạnh của điều hòa Mitsubishi Inverter. Thì video chúng ta tìm hiểu về cấu tạo sơ đồ chân và cái ứng dụng vào cái mạch nguồn cụ thể trong một cái bo mạch. Thì trên bảng đây là toàn bộ một cái sơ đồ nguồn xung sử dụng con IC Top 242IN trong một cái bo mạch cụ thể, đó là dàn lạnh của Mitsubishi. Thì cái nguồn xung trong dàn lạnh của Mitsubishi này cũng giống một số các nguồn xung khác để cấu tạo thành một cái nguồn xung. Chúng ta luôn nhớ rằng là sẽ tạo thành có thành 3 phần. Chúng ta chia nhỏ thành 3 phần. Phần thứ nhất là phần từ cái điện áp 220 đầu vào này, cho đến cái tụ lọc 300V này, chúng ta gọi là phần thứ nhất. Đây là phần biến đổi cái điện áp 220 thành cái điện áp DC 300V nhé. Chúng ta đã tách ra là một phần. Phần thứ hai là từ cái điện áp 300V này kết hợp với biến áp xung này, IC nguồn này, diode tụ điện, IC ổn áp để tạo ra biến thứ cấp, một cái điện áp nhỏ hơn cái điện áp đầu vào 300V. Nghĩa là người ta gọi đó là cái mạch là này, người ta phần hai tôi gọi là biến đổi cái điện áp DC 300V thành cái điện áp DC ra biến thứ cấp nhỏ hơn. Nhỏ hơn thì tùy vào cái bo mạch sử dụng lấy ra thứ cấp bao nhiêu. Như cái bo này cụ thể nó lấy ra thứ cấp nó là một nguồn 12V DC rồi ổn áp thành 5V. Thế như vậy khi có cái điện áp 210 rồi, có mạch chỉnh lưu để tạo ra điện áp 300V rồi, có IC nguồn, có biến áp xung, có diode thứ cấp, có diode tụ điện, thì bên thứ cấp lúc này chúng ta lại thu ra được cái điện áp 12V DC bên thứ cấp rồi. Như cái điện áp mà ra bên thứ cấp này nó sẽ bị thay đổi do cái nguồn cấp vào thay đổi này, do tải dùng thay đổi này, thì cái nguồn này nó có xu hướng tăng giảm này. Như các bạn đã biết, trong linh kiện điện tử sử dụng nguồn thì nó phải ổn định về điện áp và dòng. Khi có dòng thì điện áp không được sụt. Chính vì vậy, để ổn định được cái điện áp ra bên thứ cấp nó là 12V thì cái mạch này phải kết hợp thêm một cái phần, đó là phần thứ ba, đó là phần hồi tiếp sau quang, như là hồi tiếp để ổn định cái điện áp ra. Cái phần hồi tiếp này thì gồm điện áp lấy mẫu từ 12V ra bên thứ cấp kết hợp với cầu phân áp điện con IC K451 cộng với con IC sau quang để giữ cái điện áp cho đất B, để con IC này nó hoạt động đúng cái tần số đó để ra đây cái điện áp 12V. Thì như vậy chúng ta có 3 phần chính: phần tạo ra cái điện áp 300V, phần biến đổi điện áp DC 300V thành điện áp DC nhỏ hơn với thứ cấp, phần thứ ba là phần hồi tiếp để ổn định áp ra. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phân tích cái nguyên lý hoạt động của một cái bo nguồn này nhé. Khi chúng ta cấp điện 220 lần vào bo mạch này, dòng điện sẽ đi qua cầu chì F11, đây là cầu chì bảo vệ quá tải cho toàn máy. Tụ CR1 đây là tụ bảo vệ quá áp. Khi trường hợp cái điện áp 220 nó tăng quá cao, cái tụ này nó sẽ bị chập và đứt cầu chì để bảo vệ cho máy nhé. Tiếp đến là hai cái tụ vào cuộn dây L1 này, đây là cái mạch dập nhiễu lọc nhiễu cao tần chống xét. R111 là cái điện trợ hàn dòng. Cầu diode chỉnh lưu D01 để chỉnh lưu cái điện áp 220 thành cái điện áp DC 300V và được lọc trên cái tụ C11 để tạo ra đây 300V DC. Cái 300V DC này được đưa vào biến áp cuộn dây sơ tốc biến áp CT1. Đầu bên kia của cuộn biến áp được đưa vào chân số 6 của IC nguồn. Chân số 6 này là chân D, chân 24 là chân S, chân 1 là chân FB nhá. Chúng ta quan tâm một số dấu chân như vậy. Khi cái điện áp 300V được đi qua cuộn sơ cấp vào chân số 6 thì trong con IC nguồn này nó có điện trở mồi, có mạch tạo ra động. Thì chân 6 là chân D, chân 424 là chân S, thì lúc này cái mạch có một cái mạch dao động nó sẽ điều khiển này, để điều khiển có một phép hoạt động nó sẽ đóng cái chân D xuống chân S, tức là chân 6 xuống chân 24 này. Với tần số cao thì lúc này có cái dòng điện 300V chạy qua cuộn sơ cấp đi từ chân 6 xuống chân 24 này.
thì khi cái dòng điện chạy qua quận sơ cấp thì nó sẽ có cái dòng được biến thiên ra các cái quận hồi tiếp và quận thứ cấp. Ở cái mạch nguồn sông này nó sẽ quấn ra hai quận, một quận là hồi tiếp, đó là quận 3-4, đây là quận hồi tiếp để cung cấp cho cái mạch hồi tiếp. Thì này, cái mạch hồi tiếp này nó được chỉnh lưu periot là cái tụ đây nó khoảng lấy ra được khoảng 12V để cấp vào chân 4 của IC sau quang nhé. Thì bên thứ cấp nó quấn ra 51 quận, quận 56, quận 56 này được chỉnh lưu con D113 được lọc trên C113 để tạo ra cái 12V như cái đầu tụ này. Cái 12V DC này được đưa cho dơ le IC đảo một số con linh kiện sử dụng điện áp 12C 12V nhé. Và từ cái 12V DC này nó cho đi vào con IC7805 để ổn áp ra, lấy ra 5V. 5V này đưa cho vi xử lý và sensor. Thế như vậy khi chúng ta có điện áp đầu vào 220, chúng ta có mạch lọc nhỡ, chúng ta có chỉnh lưu, chúng ta có biến áp, nó có IC nguồn, chúng ta có diode và tụ điện, thì chúng ta đã tạo được ra cái bên thứ cấp này một cái điện áp 12V. Tuy vậy để ổn định được cái điện áp này luôn ra là 12V, khi cái điện áp đầu vào 220 nó tăng giảm hoặc là cái tải tăng giảm, cái điện áp này nó phải được ổn định là 12V. Chính vì vậy nó có cái mạch này, mạch hồi tiếp để ổn định áp ra. Thì nguyên lý của cái mạch hồi tiếp ổn định áp ra như sau. Thì từ cái điện áp 12V ra bên thứ cấp thì được lấy mẫu cho đi qua cầu phân điện trở R115, R16, đây là cầu điện áp, cầu phân áp, để lấy một cái điện áp cố định đưa vào chân R của con bấm con IC431 này. Cái điện áp này nó khoảng 2,5V ở chân R. Đồng thời cái nguồn điện 12V này được đưa vào chân số 1 qua chân số 2 đi vào chân K và chân K và thoát xuống mắt xuống chân A nhé. Thì bây giờ nguyên lý nó áp thì sau, giả thử khi cái điện áp 12V DC nó tăng này, thì nguồn điện qua cái cầu phân áp này về chân R nó tăng, nó tăng hơn 2,5V. Thì lúc này con 431 này nó dẫn mạnh, con 431 dẫn mạnh thì cái nguồn điện đi từ 12V qua điện trở hạn dòng R117 đi qua chân 12, qua chân 1, qua diode cho chân 2 đi về chân K xuống mát. Thì lúc này có dòng điện đi qua chân 12 này, làm con diode phát quang trong chân 12 của con phát quang này dẫn mạnh này, làm chân 43 dẫn mạnh. Khi chân 43 dẫn mạnh thì cái nguồn của con dây hồi tiếp 3-4 này nó sẽ đưa từ chân 4 qua chân 3 đi qua cầu phân áp lọc cái tụ C112 này, đưa về chân số 1 là chân FB trừ. Tôi xin được nhắc lại, trong cái nguồn xung người ta hay sử dụng cái điện áp mà hồi tiếp là chân FB, đó hai dạng, nó là FB cộng và FB trừ. Thì đây là con IC này, nguồn này sử dụng dạng FB trừ. FB cộng là chân FB cộng, là thì nếu là FB cộng thì nó tỷ lệ thuận với cái nguồn ra bên thứ cấp nhé, nghĩa là FB mà chân FB mà có điện áp tăng thì nguồn ra bên thứ cấp cao hơn, và khi chân FB cộng mà vôn giảm xuống thì nguồn ra bên thứ cấp nó lại giảm theo nhé. Nhưng mà riêng về cái FB trừ này thì nó lại ngược lại, nghĩa là cái chân FB trừ này nó lại tỷ lệ nghịch với cái nguồn ra bên thứ cấp, nghĩa là khi cái chân FB này mà nó có vôn cao lên, tăng lên thì cái nguồn ra bên thứ cấp này nó lại giảm xuống, và khi chân FB này nó thấp xuống, vôn nó tụt xuống thì bên thứ cấp nó lại ra nguồn tăng lên. Thì đó là cái trường hợp khi cái điện áp 12V nó tăng nhé. Thì lúc này con 431 dẫn mạnh thì chân 42 dẫn mạnh, chân 43 dẫn mạnh thì cái điện áp lúc này nó được đưa về chân FB, chân FB này lớn lên nhá. Thì ở cái bo này cái chân FB này nó đang chạy ổn định đến khoảng 5,7V nhá. Đó, khoảng 5,7V đang chạy bình thường. Khi cái điện áp này tăng giảm thì nó liên quan đến cái tần số đóng cắt của con MOSFET này, thì liên quan đến nguồn ra bên thứ cấp nó sẽ thay đổi theo cái tần số đóng cắt. Thì ta vừa phân tích đó là cái điện áp bên thứ cấp nó tăng lên thì nó hồi tiếp như vậy. Thì bây giờ chúng ta đã giả thiết khi cái nguồn 12V này nó sụt xuống do điện áp đầu vào thấp hoặc là tải dùng nhiều thì 12V này sụt xuống, thì qua cái điện áp lên mẫu qua cái cầu phân áp này thì cái chân R này là điện áp nó bị sụt xuống, thì điện áp ở chân R này nó thấp đi thì con 431 này dẫn yếu,
thì chân 1-2 là con đưa phát quang, cho con phôi quang này là dẫn yếu, thì chân 4-3 dẫn yếu, tức là cái nguồn từ quận hồi tiếp này đưa về chân số 3 yếu này, thì cái điện áp chân FB lúc này nó lại sụt xuống. Thì khi cái điện áp chân FB nó sụt xuống thì nguồn nó lại ra cao lên, tuy nhiên nó chỉ ra cao với mức cái 12V, nó 12V ở đây thôi, bởi vì nó liên quan đến cái phần hồi tiếp này, cùng điện trở lấy mẫu của con K41 này, nó cũng tăng lên với cái mức 12V thôi nhé. Thì đó là toàn bộ là cấu tạo và nguyên lý hoạt động của một cái bo mạch nguồn xung sử dụng con IC TOP 242IN. Thì cái mạch này cũng như một số mạch nguồn xung khác thì nó cũng có sẽ có một cái số cái hư hỏng trong quá trình hoạt động, thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái video sau. Thì tới thời gian tới, nếu có thời gian rảnh thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số các dạng IC nguồn gồm cấu tạo, sơ đồ chân và là ứng dụng trong cái bo mạch, để những bạn nào mới và người mới học thì có cái tư liệu về chúng ta phân tích, chúng ta áp dụng vào học sửa chữa sau này nhé. Video này xin được dừng ở đây, lại hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.